Được triển khai từ gần 3 năm trước, mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện Yên Mô đã phục vụ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Mô hình đã và đang được nhân rộng để góp phần đảm bảo an ninh an toàn tại khu dân cư và các hộ gia đình. Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, từ tháng 7 năm 2020, Công an huyện Yên Mô đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng mô hình camera an ninh, chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ chức triển khai xây dựng mô hình phù hợp với thực tế. Đảng ủy ban nhân dân xã cũng đã hỗ trợ lắp toàn bộ cái hệ thống camera trên địa bàn xã Khánh Thượng và tổng đến thời điểm bây giờ là trên địa bàn xã đã lắp đặt là 32 mắt camera. Và thấy được cái hiệu quả của cái mô hình camera an ninh này thì lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã lắp đặt hệ thống camera tại các hộ gia đình. Từ khi mà trên lắp camera thì như vậy là đối với bà con xóm 1 Lâm Sơn tôi rất là yên tâm về nên trật tự và an ninh, thì nói chung là đã như vậy là có cái là chuyển biến rõ rệt, nên không có như vậy là còn cái trộm cắp như vặt như ngày xưa nữa. Từ nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa, đến nay tổng số camera an ninh trên địa bàn là gần 1.100 mắt, trong đó 60 mắt lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và tuyến đường phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông. Từ trụ sở làm việc, lực lượng công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá tình hình, phục vụ tốt công tác truy xét các vụ việc đã xảy ra. Thông qua camera thì hỗ trợ cho công tác xử lý các cái vụ việc tai nạn giao thông, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Đấy là cái tiện ích nhất. Và hai nữa, các vụ việc đã xảy ra thì thông qua cái hệ thống camera đã giúp cho lực lượng công an khám phá và làm rõ được các cái vụ việc trên địa bàn. Từ khi có cái mô hình camera thì tỷ lệ phạm tội và tai nạn giao thông trên địa bàn thị trấn đã giảm một cách rõ rệt. Đây là kết quả công tác tuyên truyền vận động của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an để góp phần đảm bảo an ninh an toàn tại khu dân cư và chính gia đình mình. Công an huyện sẽ tham mưu với thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo huyện thì sẽ đề xuất bố trí nguồn kinh phí để duy trì bảo dưỡng cái hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai nữa là vận động bà con nhân dân lắp thêm cái hệ thống camera an ninh quay ra các trục đường. Và thông qua cái tuyên truyền này thì lực lượng công an xã chính quy cũng như lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở có sơ đồ cũng như số điện thoại của các hộ dân lắp cái camera an ninh đường. Khi vụ việc xảy ra ở địa bàn nào thì lực lượng công an sẽ trực tiếp với cái liên hệ với chủ hộ để trích xuất hình ảnh để phục vụ cho công tác điều tra truy xét. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện Yên Mô đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.